Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Thiện nhân diện mạo khác lạ, vô tư tình tứ cùng người yêu đồng giới hậu lùm xùm. Chuyện tình cảm của thiện nhân và người yêu đồng giới hiện diễn ra tốt đẹp bất chấp sự tranh cãi kịch liệt đến từ công chúng. Hậu lùm xùm với gia đình xoay quanh câu chuyện tình cảm với người yêu đồng giới, thiện nhân dường như vắng bóng khỏi các sự kiện giải trí. Nữ ca sĩ vẫn đăng tải hình ảnh, cập nhật trạng thái tại trang mạng xã hội nhưng không còn ở tần suất dày đặc như trước. Mới đây ngày 29 tháng 7, thiện nhân bất ngờ đăng tải đoạn video ngắn đu trend theo nền nhạc Aloy, ca khúc đang làm mưa làm gió ở thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, diện mạo của quán quân giọng hát Việt Nhí 2014 lại có phần lạ lẫm hơn khoảng thời gian trước đây. Đường nét trên gương mặt của nữ ca sĩ thay đổi chút ít và thon gọn hơn hẳn. Thiện nhân xuất hiện với diện mạo khác lạ, hậu lùm xùm với gia đình. Không những vậy, người yêu đồng giới của thiện nhân còn khá thoải mái dành cho nữ kia cái hôn má đầy tình tứ, thân mật. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã phần nào chứng minh chuyện tình cảm của cặp đôi vẫn diễn ra khá tốt đẹp, dù vướng phải không ít những tranh cãi trái chiều đến từ công chúng. Bỏ ngoài tai những phản ứng tiêu cực đến từ công chúng, nữ ca sĩ và bạn trai còn thoải mái trao nhau những hành động tình tứ. Tháng 7 2022, gia đình thiện nhân khiến khán giả hoang mang khi thông báo chuyện nữ ca sĩ mất tích sau khi vướng phải những ồn ào. Đáp lại thông tin này, thiện nhân đã lên tiếng phủ nhận, đồng thời cho biết bị gia đình cấm cản chuyện tình cảm. Về phía gia đình liên tục bày tỏ mong muốn nữ ca sĩ quay trở về. Đến nay thiện nhân hiện vẫn sống tự lập cùng bạn trai, tách riêng khỏi gia đình. Nữ ca sĩ cũng đã đi hát trở lại, tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Thiện nhân hiện đang sống tự lập cùng bạn trai. Chuyện tình của nữ ca sĩ cùng bạn trai đồng giới hiện vẫn chưa nhận được sự ủng hộ đến từ công chúng. Vào ngày 13 tháng 4, thiện nhân cũng chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên cạnh người tình sau thời gian dài. Tuy nhiên dân tình nhanh chóng soi ra điểm khác biệt trên gương mặt của nữ ca sĩ khi chiếc mũi có phần khác lạ. Ngay lập tức dân mạng chia thành hai luồng ý kiến. Người đồng cảm với cô và cho biết dao kéo để hoàn hảo hơn thì không có gì sai, người lại cho rằng đây có thể chỉ là sản phẩm của phần mềm chỉnh sửa ảnh. Chiếc mũi khác lạ khiến nữ ca sĩ 10X vướng nghi vấn dao kéo. Mới đây nhất, thiện nhân cũng vừa đăng tải loạt khoảnh khắc khoe diện mạo xinh đẹp rạng rỡ. Có thể thấy nhan sắc của giọng ca 10X không có gì thay đổi so với trước. Với việc đăng tải những hình ảnh này, thiện nhân cũng ngầm phủ nhận tin đồn dao kéo. Có thể thấy diện mạo của cô không có gì khác trước, có lẽ bức ảnh trước có thể chỉ là sản phẩm của các ứng dụng chỉnh sửa ảnh. Đăng ảnh cùng người yêu đồng giới, thiện nhân phản pháo khi được gọi nhìn như hai chị em. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên người yêu đồng giới. Bên cạnh những bình luận chúc mừng, một netizen đã để lại bình luận với nội dung hai chị em dễ thương quá. Ngay sau đó, thiện nhân đã có bình luận đáp trả netizen này. Nữ ca sĩ viết, dạ, hai vợ chồng chứ không phải hai chị em ạ. Đồng thời, netizen này cũng nhanh chóng cáo lỗi thiện nhân khi phát hiện bản thân đã vô tình để lại bình luận kém duyên. Bình luận của netizen bên dưới hình ảnh của ca sĩ thiện nhân và người yêu đồng giới. Hồi đầu năm 2023, học trò Cẩm Ly thông báo quay trở lại showbiz sau thời gian dài vắng bóng. Ca sĩ thiện nhân chia sẻ trên trang cá nhân, nhìn lại chặng đường vừa qua. Cùng đón chào năm mới 2023 với thật nhiều kế hoạch mới, thành công hơn và luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hãy yêu những điều mình đã chọn thì mới làm nên những điều tuyệt vời bạn nhé. Thiện nhân sẽ chọn quay lại con đường nghệ thuật, ca hát từ hôm nay. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.